anh à? À, em không. Hà Nội đang có 8 độ C rồi em, mà em mặc này cũng chết rét luôn đấy. À, em hơi lạnh tí. Anh thấy em hơi bị Camazun đấy. Em tên là gì? À, em là Linh Cati ạ. What? Linh Cati ạ. Linh Cati. Linh gì? À nhầm, Linh sinh năm bao nhiêu? Dạ em 2K2 ạ. Em đến từ đâu? À, quê em ở Thái Bình ạ. Sky ơi! Thái Bình, em thích một người như nào? Em thích người mà không cách đôn chề, ô quạt. Mà không cách đôn chề, ô quạt. Thật. Có lẽ nào? Chính là nó. Thật, đang nói thật hay đùa? Thật, ok. Hiểu kiểu gì? Các ông ơi, em này tên là Linh. Và 2 đến từ Thái Bình, em bảo là em đang hơi lạnh. Có anh nào cho mượn cái áo được không? Có ai cho mượn áo được không? Cởi áo ra mang vào ghi điểm luôn. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ghi vào luôn. Ê, sao mày khá? Ui rồi, các chú ấy còn thua cháu xa. Đó được rồi, chú đùa đấy. Gửi con, tương lai là con toi tương lai nhá. Đừng làm chap boy hiểu chưa? Good boy nhá. Ok, Linh, 202 đến từ Thái Bình. Thích một anh cao mặc phong cách đôn chề biết múa quạt. Ở đây có ai không? Sau 3 giây tưởng đếm của Vi Hoàng, nếu có thì vào luôn. 3, 2, 1, bắt đầu. Ok, em được quyền đi pick một vòng, chọn người. Em thấy ai đôn chề với em mời vào luôn. Ai cao em mời luôn, bắt đầu, mời em. Đâu có con anh Rai đi cùng không? Người nhà đi cùng một em được. Đi tìm cùng em. Đi tìm Rai cùng em. Đi đi em. Em cứ đi trước đi, đây là Mikenco. Thôi anh không chơi đâu. Ông nào? Versace ơi. Thôi Versace đi rồi em ơi. Versace đi rồi. Tiếp đây em. Đây. Không, đây có người yêu rồi. Con bé này nó linh tinh ghê. Pepsi này. Anh Phúc Pepsi này em. Mời anh Phúc Pepsi vào luôn. Bây giờ phải làm sao đây? Vô vót keo các thứ ơi. Vào đi em. Tiếp luôn. Vào luôn. Ok. Ủa gì vậy? Tiếp luôn. Có 2 bạn rồi, tiếp đi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Em ơi, em ơi, giữ lại một cái liêm sỉ đi em. Người ta chạy rồi. Bỏ qua đi em. Thôi anh không chơi đâu. Đi đi em ơi. Nốt vào. Ôi trời ơi. Sợ quá. Sao mà em sợ thế? Em sợ con gái à? Vâng, em thích thằng này. À em thích con trai. Bỏ qua. Đi đi em. Ông làm sao cứ nhát thế nhở? Đi. Hết chưa? Đi nốt vòng này không còn nữa thôi, dừng chỗ này anh. Làm mạnh mẽ vào đi. Giờ anh đã đặt tên lên là mạnh mẽ. Và tiếp. Lần này vào hát bài khác. Anh phải kéo. Ok. Còn đâu? Làm gì đấy? Ok. Đừng ra đây. Anh đi đâu đi theo đấy nhá. Đừng quấy. Rồi, ok, bây giờ lần lượt giới thiệu tên tuổi của quê nào. Em tên là Nguyên ạ. Em 2003. Em đến từ Quảng Ninh. Bên em tên Gấu, sinh năm 99 ở 37 ạ. 37 là ở đâu nhỉ? Nghệ An. Ok. Em gì giới thiệu, em tên là Lộc, em 204 ạ. Lò gì? Vi Văn Lộc. Vi Văn Lộc. Em 204, em quê Thanh Hóa. Ok. Chị giáo ảnh, em là Tuấn Minh. Em tên là Tuấn Minh. Sinh năm 2003 ở Hà Đông. Tuấn Minh 2003 Hà Đông. Em chào chị ạ, em chào anh ạ. Em là Long, em 2003, em ở Hà Đông. Ok. Hà Đông. Em chào mọi người ạ. Chào bạn, chào anh. Em tên là Hoàng, em sinh năm 2000, đến từ Hà Nội. Xin chào mọi người, em chào chị. Em tên là Bình, 203, em đến từ Thanh Hóa. Cái gì cơ? Em tên là Bình, 203, em đến từ Thanh Hóa. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách mới để gây ấn tượng với bạn nữ bằng một câu thả thính hoặc bằng một hành động hoặc bằng một tài năng của bạn. Sẽ bắt đầu từ em nhé. Yêu em giàu có sai, chỉ cần vài chai ngày mai có thai hết. Vãi cả đái. Hả? Yêu em giàu có sai, chỉ cần vài chai ngày mai có thai hết. Thằng danh con này. Em thấy mùi hai vạch rồi. Tiếp đi em. Xuân Diệu ra thơ vội vàng để anh gánh vác đời em được không? Khó hiểu. Không thấy cái đoạn phần đâu luôn đấy. Làm tiếp tục mất phần rồi, do anh làm run đấy. Nhưng mà để em nghĩ đã. Ok, là bắt đầu chưa? Ôi trời ơi, là gì đấy? Gió đưa cánh trúc la đà, mùa đông này đến hay là yêu anh. Lòng anh thì toàn màu xanh, gặp em màu tím, yêu em thành màu hồng. Ok. Em không biết thả thính ạ. Phải thả em. Em mới thả. Không biết thả thì biết gì? Em biết gì cũng được. Có tài năng gì? Show ra. Quẩy thôi. À quẩy. Thật là tuyệt vời. Đúng rồi, yêu cầu của bạn nữ là cần một bạn nam biết quẩy mà. Thế ở đây có ông nào biết quẩy ngoài ông này nữa không? Mời. À đây. Mạnh mẽ không những biết hát này còn biết quẩy đúng không em? Đứng lên. Đúng đây. Đúng. Lên đây, đứng lên đây. Ôi, đứng vào đây luôn, đứng vào đây luôn. Quẩy luôn. Ôi bạn ơi. Vãi cả điếu của con ban. Trời ơi, ôi, em hạ cánh chưa? Hạ cánh chưa? Hạ cánh rồi đúng không? Rồi, đứng ở đây nào. Ảo thật đấy. Sao thế? Mặt mê quá. Cay rồi, cay đuối rồi. Này ông tin tài năng với bạn nữ hay là ông cái gì đấy? Chất. Quá chất. Mệt luôn. Lạc lòng luôn. Nó ở cái tầm. Bái phục luôn. Ôi. Chết thật, hai bạn này là qua được vòng tài năng rồi. Tiếp tục nào. Mấy bạn nào còn lại đâu? À, ông này vừa nhảy còn gì? Ông ấy vẫn muốn hát đúng không? Đúng, hát đúng. Tiếp. Tôi hát được không? Ok. Cầm đi em. Vào đây để gửi tới chị. Phải hát. Mất em rồi. What the hell? Mất em rồi, nhanh lên. Mất em rồi, anh sống ra sao? Mất em rồi, anh sống ra sao? Ngại lắm. Tiếp câu gì nữa không? Câu gì nữa? Nhưng yêu thương rồi cũng nhát phai. Núi đau này như ngả té sâu. Ai sẽ cùng em đến tương lai? Ai sẽ cùng say đắm hiện tại? Thương yêu thương rồi cũng nhát phai. Má đêm rồi tim anh vừa làm hai. Vỗ tay. Thật là tuyệt vời. Bạn ấy rất là thích hát và bạn ấy chỉ chờ mong đến cái giai đoạn này để bạn được hát tặng em đấy. Vừa đi tỏ tình lần đầu tiên là mất em rồi luôn. Tiếp nào. Em thì chẳng có cái tài năng gì cả, nhưng mà nếu bạn nữ mà thích bay lắc thì có thể qua quán của em. Ôi, ôi bạn ơi. Em thích bay lắc không kìa? Không, em chỉ biết nhảy thôi. Tin chứ. Tin tất đéo là được. Thì chị có thể qua quán của em chơi mà. Chơi gì? À, quán em thì chơi cái gì cũng có. Trời ghê chưa? Ghê ghê chưa? Cái gì cũng có là cái gì? Thì chị muốn nhảy thì có, em sẽ mở phòng nhảy cho chị chơi. Ok. Tiếp luôn. Chị 2002 đúng không ạ? À, vâng. Em không phải bình gôn nhưng mà em vẫn muốn lái chị. Ôi phải ôi. Ok rồi, tiếp tục nào. Xin mời các bạn là sao quay. Rồi liệu số này nó có lên viral như số của mình Linh Mikenco không nhỉ? Hai người vào vòng tiếp theo. Sau 3 giây đừng đếm qua anh nhá. Về hỏi người nhà đi, em hỏi ý chọn ai. Hỏi nhanh. Nói thăm thôi. Mấy đứa. Hai. Hai thằng á, một thằng tóc áo da đường với cả thằng tóc xoăn với cả thằng áo da nữa này. Bắt chống đẩy 50 cái nhá. Cái quế em biết mà. Thằng áo da với cả thằng áo ngoài này này. Ôi rồi. Rồi, ok, ra đây nào. 3 2 1 bắt đầu. Hai bạn nha em. Ok, rồi cảm ơn các bạn đã còn lại rất nhiều. Không khóc nào, không khóc. Ok, sao thế? Sao lại rồi? Bây giờ em muốn thực hiện thử thách gì nào? À, bắt buộc là thể lực và có liên quan đến em nha. Em có gợi ý gì cho anh không? Bế được không em? Bế nhá. Bế rồi, đứng lên ngồi xuống 20 cái nhá. Ok, bế. Còn đầu tiên đi, ai đi trước nào? Ok, người thua thực hiện trước. Mời bạn nào vào đen. Kính vàng. Đi một vòng nào. À, đi một vòng luôn, đứng lên ngồi xuống chứ là quên mất. Lỗi rồi. Thôi được rồi, thôi cứ bế lên vai đi một vòng đi. Không đứng lên ngồi xuống nữa. Ok, hạ cánh đi em. Hạ cánh. Tiếp nào. Mời em. Bắt đầu. Cho lên vai đi như một vòng như vùng đấy nhá. Sao em sợ em không làm được em ngại? Không phải ngại, anh giúp, xuống đi. Làm được, nhanh. Nhanh lên không thì bé ngang ra. Ừ. Mặt ông úp vào đầu đấy ông nhá. Mặt ông úp vào đầu đấy. Hạ cánh nào. Mặt này cho tôi hỏi tí là ông bảo là em không biết bế kiểu kia đâu. Bế kiểu kia em ngại lắm. Chứ ông bế kiểu này chứ ông không ngại nhỉ? Mặt ông úp vào đâu đấy? Em không biết. Ông úp mặt vào đâu ấy? Sao cứ úp luôn là không biết là vào đâu. Cứ bê thôi, sợ thật. Nào, em đứng mặt giữa đi. Em thích quẩy đúng không? Hai anh này đều quẩy rất căng ấy. Hãy cho bé đồ tiếp. Đúng. Anh này quẩy tiếp. Thật là vãi chưởng. Trời ơi. Dám không? Đợi em đeo khẩu trang. Không, bỏ khẩu trang đi. Và đây sẽ là mặt battle của hai dancer đến từ SPX Entertainment. 1, 2, 3, let's go. Nhiều quá rồi. Ok. Ôi được rồi, quá nhiều rồi. Em cứ lên nhạc là em bê như thế luôn hả? Là em cứ bay thôi, không cần biết gì luôn. Xuất sắc. Mời để 10 điểm luôn, nào đi hết ra đây đi. Trong hai ông này là em đã đoán hai thằng ai thua chưa? Rồi đúng không? Nắm tay hai bạn vào luôn. Mọi người cổ vũ đây. Ai cổ vũ cho bạn tóc màu xám thì vỗ tay. Ai cổ vũ cho bạn nam tóc màu đen thì vỗ tay. Quyết định nằm ở em. Nói lại chị, nói lại em. Cứ nói lại đi. Con thích thằng nào thì con quất thằng đấy con ạ. Các bạn đang xem kết quả sẽ không bắt được chúng tôi cập nhật chiều hôm nay. 1, xin mời câu trả lời từ bạn nữ. Một bạn thôi, dơ lên. Mặt em căng thẳng đấy. Em được chọn được đâu căng thẳng đấy. Em bị mất nụ hôn đầu hay sao anh ạ? Thôi ông ỉ mẹ ám hổ. Ok, rồi cảm ơn bạn đã tóc bạc nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại em. Bye bye. Chúc mừng ông bạn nhá. Chúc mừng ông bạn rất nhiều. Ok, rồi, bây giờ sẽ ghép đôi này nha. Anh ơi, anh có mấy mối tình đầu rồi ạ? Mấy mối tình đầu thì tình đầu nó chỉ có một, mà mình cũng có một mối tình đầu thôi ạ. Gài đấy. Anh yêu bao cô rồi? 4 ạ. Cô nào là đậm sâu nhất? Đậm sâu nhất chỉ là có mối tình đầu thôi ạ. Anh ơi, anh thấy em thế nào? Nó còn nóng hơn cả mùa hè ạ. Điều luôn, đặt tới câu hỏi luôn, đặt tới câu hỏi bạn đi luôn. Câu hỏi? Thôi nhìn bạn này cháy quá, em run ấy, em không hỏi được ấy anh ạ, em chỉ biết trả lời thôi ạ. Nhưng mà em có câu tế nhị thì em muốn hỏi là nếu mình vỗ vòng 3 của bạn thì bạn có biết đổi tư thế không? Có chứ. Các bạn ơi, bạn nam bảo là nếu như mà bây giờ mình vỗ vòng 3 của bạn ấy thì bạn có biết đổi tư thế không? Bạn nữ bảo là có chứ, mọi người có muốn xem thử ở đây không? Đây là theo yêu cầu của khán giả nhá. Ảo thật đấy. Anh không biết gì. Có thử không? Được không? Sao cái số này tôi cảm thấy tôi dẫn từ đầu đến cuối mà tôi cứ bị ngại ấy. Một cái rồi. Này nữa. Cái gì ạ? Sao lại bố cái gì mà bố cái đẹp phát là bố rét thế? Bố là cháu. Không ủng hộ. Em sẽ bắt cô trúng đầu trúng nhá. 3, 2, 1 bắt đầu. Rồi ok, thôi được rồi. Thế thôi. Kênh này có trẻ con xem. Cái gì ạ? Cái gì ạ? Cái gì ạ? Tao nói thật đấy, tao là con gái tao cũng không yêu mày, tao thật đấy. Tao đi bầu vậy. Thế phải làm như nào cô? Bảo là ôm luôn đi. Em từ từ bình tĩnh. Nguyên Văn người nhà nói này. Bảo là ôm luôn đi, ngu thế nhở. Đấy, Nguyên Văn đấy em. Làm đi em. Ê, focus vào tay, không thể chấp nhận được. Cái tay đằng sau rất hư anh ạ. Vòng 3 nó cho 3 đánh luôn rồi anh ạ. Vãi cả đái. Thôi được rồi, quyết định luôn đi. Đôi này cho quyết định luôn đi. Trước khi quyết định thì cái gì đấy người nhà bảo hôn đi à? Ê, em, mà nhà em hơi báo nha. Nhà em thế. Ok. Thôi được rồi, anh sẽ câu cuối này ra hỏi người nhà này. Trước khi quyết định muốn làm gì không ạ? Hôn đi. Hôn vào đâu? Hôn vào đâu? Hôn thôi. Thật là vãi chưởng. Người nhà nha. Trước khi quyết định hôn vào môi kìa em. Cậu biết đội nhà gái máu là đôi nhà trai đâu. Anh em mình phải hỗ trợ nhau chứ đúng không? Nhà gái đâu ơi? Nhà trai đâu? Nhà gái đâu? Quan hệ họ hàng xa. Rồi, ok. Em chỉ cần nhắm mắt thôi, tất cả để mọi thứ bạn nam lo. Bắt đầu. Sao giới trẻ bây giờ nhanh thế nhở? Giới trẻ bây giờ nhanh quá ấy. Tôi kiểu bị ngỡ người luôn ấy. Rồi đằng sau quay. Sau 10 giây tiếng đếm của VY Hoàng, nếu như hai bạn đồng ý cho nhau một cơ hội để tìm hiểu đối phương thì hãy quay mặt lại. Còn nếu như không đồng ý thì đi thẳng. 10 giây, bắt đầu. 10 9. Khi đôi môi em còn đỏ 8 7 6 5 4 3 2 1. Xin mời câu trả lời từ ai bạn? chủ động rồi, nữ chủ động đi. Ôi, rồi. Cái này vẫn 16 cộng nha. Đúng không hết? Hiểu chưa? Ok. Mọi người mở đường cho đôi này đi ra cái nào. Trần đời thật sự là tôi chưa bao giờ tôi xem một cái số nào mà nó bạo như cái số này. Tôi bị bất ngờ và tôi kiểu ngỡ người luôn ấy. Không biết là số này có viral hay không nhưng tôi nghĩ là nó sẽ viral đấy. Các bạn đừng quên like, share, subscribe cho Qbit và SPX Entertainment. Còn bây giờ thì nhìn đôi kia kìa.